Chà, xong chụp riêng xưa bằng phần tặng ác nha đam bàn tam đam YouTube rồi bác nhóm nghe nhóm chụp mọi đà ra sắp sắp ai ạ bằng phần tặng ác nha chà ngay đi đà ra xong chê rùm lệch ông pi ạc sao thầm mây bằng to ông pi ạ chì vật cầm chà nghe nhóm chụp đà ra chà ngay mến dương riêng bàn phẩm án ạc sao thầm mây ông pi ạ chì vật cầm hay bạn đọc chà bạn đọc ngay đi giờ mình ta đọc bạc so ti âm pi à chi vật cầm chà cứ à so ti mối nữa kata pa 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 li ta pa ha pa li ta pa pa li ta pa ha pa li ta pa pa li ta pa này là sản phẩm ha sản phẩm và đây là ví dụ ha ưu tiên ha pa li ta pa được ba cụm hôn nhóm cứ ché liếng liền đầy sản phẩm công ty tôi là keo rửa tay ha là keo rửa tay Aksotipi cứ rụp sành nhà cha Aksotipi cứ rụp sành nhà cái logo công ty các bạn á hoặc là một cái từ nữa slack sành nhà slack sành nhà ha slack sành nhà slack sành nhà cứ rụp sành nhà đều là logo hết nha và palette tập hỏi đây khmien rụp sành nhà chứ slack sành nhà nó ai trở bàn chặt tục chia palette tập hỏi clang clang vậy là sản phẩm đây khmien rụp sành nhà rứa slack sành nhà mà sản phẩm mà không có cái logo á ai trở bàn chặt tục tức là sẽ được xem là palette tập hỏi clang clang là sản phẩm giả mạo clang clang là giả mạo nha các bạn và từ thứ ba là kunnaphiap ha kunnaphiap kunnaphiap là chúng ta có là chữ chất lượng ha chất lượng palitapoy trư mien kunnaphiap tức là sản phẩm thì chúng ta phải có chất lượng khi chúng ta có chất lượng cho có logo rồi chúng ta phải có việc buôn bán phải không? Thì chúng ta buôn bán thì có hai phương thức bán ở đây là chúng ta sẽ lọc đốm là bán sỉ ha ca lọc đốm nâng trư bàn bèn chạc chìa pi cứ lọc nơ cần lén nâng lọc đó cần lén tức là việc bán sỉ phải được chia thành hai là bán tại chỗ và bán tới điểm bán tại chỗ là bán tại công ty là tại chỗ sản xuất đó các bạn và thứ hai là điểm bán là chỗ nào bán chúng ta tới đó chúng ta bán tức là hai tức là điểm bán ha điểm tới điểm bán và cái phương thức bán thứ hai đó là lọc rie rie này là nếu mà nó là động từ chúng ta rải ha rie chen là rải ra còn ở đây thì lốc ở đây nó là động từ rie là cũng là động từ nhưng mà ráp hai cái từ này lại thì trong cho đó là bán lẻ ha lốc rie ha lốc rie ha lốc chứ không phải là lốt ha lốc rie là bán lẻ ca lốc rie đến từ bàn bèn che chỉ bị đè cứ lọc đòi thì cần lén nâng cần lén đè tức là việc bán lẻ cũng được chia thành hai là bán tới điểm bán và bán tại chỗ nó cũng giống như bán sỉ thôi phải không ạ khi chúng ta bán sỉ và bán lẻ thì thường thường là có nhiều phương thức bán nhưng mà ở đây đa ra chỉ có dạy hai cách thôi là bán thông qua internet ha internet đọc là internet lọc tạm internet tức là chúng ta bán theo internet hoặc là turosap chúng ta lọc tạm turosap turosap là điện thoại ha internet bởi vậy là chúng ta lúc này là chúng ta nghe được cái gì mà bán điện thoại rất là nhiều đó là dịch vụ bảo hiểm ha lọc tạm turosap chà lọc tạm turosap khi chúng ta bán và chúng ta như vậy chúng ta phải có chữ đảm bảo ha đảm bảo thiên nia là đảm bảo dân trừ tài hiền thiên nhiên cơ nạp hiệp dân trừ tài hiền chúng ta phải dám mà chúng ta phải dám thiên nhiên cơ nạp hiệp chúng ta phải dám đảm bảo chất lượng và thường thường là thấy các bạn quảng cáo sản phẩm của mình thơm mà chết chà thơm mà chết là tự nhiên ha thiên nhiên thơm mà chết mùi rồi thiệt rồi đảm bảo là tự nhiên 100% và khi chúng ta có đảm bảo có đầy đủ những từ là chúng ta phải có vận chuyển phải không ạ? Ca đặc trình chun ở đây nó là danh từ khi mà không không có danh từ thì chúng ta bỏ chữ ca này thay
chúng ta chỉ có đất trần trơn là được rồi ha. Cả đất trần trơn là việc vận chuyển, đất trần trơn là vận chuyển ha. Vì cả đất trần trơn tam ạ cả việc vận chuyển theo hàng không. Vì chúng ta học được 10 từ, chúng ta đếm từ dưới lên. Cả đất trần trơn à tham chiết là tự nhiên, thiên nia là đảm bảo, thu rồi shop là điện thoại ha, internet là internet, lục rie là bán lẻ, lục đúng là bán sỉ, cơn nập hiếp là chất lượng, sành nhá hoặc là rụp sành nhá là logo, product là sản phẩm. Đây thông tin của Dara nghe các bạn ơi. Hôm trước thì Dara có nói là chữ kinh doanh là Dara đọc theo chữ Bali là Ajivakam, là không có xa A này ha. Nhưng mà sai rồi. Từ đúng là từ như thế này, Ajivakam ha, nó từ A, Ajivakam. Và Dara đang kinh doanh thế này là nhóm lộc đốm nâng lộc rế che liền đầy, là Dara đang bán sản phẩm là keo rửa tay ha, keo rửa tay. Cha tam internet nâng tam turosap, cha lộc tam internet nâng lộc tam turosap. Dara thiếu chữ chưa mua đi rồi đánh thiếu ha. Lộc tam internet nâng lộc tam turosap. Đây là thông tin của Dara. Som akun bong bun ok nia nâng som chụp rồi là xin chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở những bài học sau. Som chụp riêng lia. Nâng som akun chia trần.